Hello, xin chào mừng anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Và trong video này được gặp lại quý anh chị thì trong lòng Biển Xanh rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Ngày hôm nay Biển Xanh đang có mặt ở đây chính là xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm thị trấn Hậu Nghĩa là 3 km, cách chợ Sò Đo, đường quốc lộ N2 là 2 km quý anh chị nhé. Và hôm nay Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình tham quan một lô đất cực kỳ là lớn. Vị trí của lô đất này thì xe hơi 16 chỗ, xe tải 5 tấn là chạy vi vu quý anh chị vào tới đất luôn quý anh chị nhé. Lô đất được bao rào và xây rất là đẹp rồi, rất là cao ráo. Cái lô này mình mua thì vô cùng là thuận lợi để làm biệt thự vườn, nhà vườn nghỉ dưỡng, chăn nuôi, trồng cây ăn trái. Và giá cực kỳ là rẻ, chỉ có 8 tỷ Việt Nam đồng là bao mọi thuế phí sang tên quý anh chị nhé. Lô đất này gồm 8.750 m², trong đó thì có là 2.972 m² là đất thổ cư, còn lại là đất lúa quý anh chị. Ở đây thì đã được xây bao rào hết cho chúng ta rồi, có hệ thống tưới tiêu, nước, điện cho chúng ta có thể mua là sử dụng ngay quý anh chị nhé. 8 tỷ Việt Nam đồng cho cái lô đất lớn này, 8.750 m². Đất rất là cao ráo. Bây giờ Biển Xanh xin mời quý anh chị cùng di chuyển vào bên trong căn nhà vườn này để chúng ta khám phá một lô đất lớn. Vị trí này thì cách với trung tâm thị trấn Hậu Nghĩa là 3 km mà thôi, và cách với đường quốc lộ N2 chợ Sò Đo là 2 km quý anh chị nhé. Thuộc xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Một lô đất vô cùng là lớn và xung quanh đất thì đã được chú chủ rất là cẩn thận xây tường gạch và cắm trụ bê tông phân ranh phân rới rất là rõ ràng cho chúng ta. Đất gò cao ráo quý anh chị nhé, một lô đất khá là hiếm. Và cái giá này là giá dao động theo thị trường, cho nên là bây giờ chú chủ muốn bán với giá là 8 tỷ Việt Nam đồng. Cho nên quý anh chị nào xem được video này của Biển Xanh, thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình, phù hợp với quỹ tài chính của mình, thiện chí mua thì mình có thể xuống xem đất và có thể thương lượng trực tiếp với chính chủ. Nếu mà quý anh chị mình thiện chí mua thì chú chủ cũng có thể còn bớt lọc cho chúng ta. Ở đây thì đã được trồng cây ăn trái hết rồi quý anh chị nhé. Alo, có trả cho chị. Ừ, vào đây thì có ao nuôi cá, rồi chúng ta có thể là trồng sen và thả cá. Còn phía đằng sau thì chú chủ cũng có làm chuồng, chúng ta nuôi gà, nuôi vịt rất là nhiều, thuận lợi cho cái lô đất lớn này. Ở đây thì có hệ thống tưới tiêu, có điện sẵn cho chúng ta sử dụng. 8.750 m², chúng ta trồng cây ăn trái ở đây quá là đẹp luôn quý chị nhé. Ở đây thì chú chủ cũng trồng rất là nhiều các loại cây ăn trái rồi. Thuộc xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ở đây thì có ao nuôi cá, thả sen, nhà vườn. Nếu quý anh chị nào mà thấy được cái video này của Biển Xanh phù hợp với nhu cầu của mình. Cây ba lan đang chăn, đây là một cây gì của mình? Có cái chủ vườn nào tư nhân mà có? Cây là loại cây quý hiếm. Mà theo bộ quốc phòng bộ anh và bộ y tế của anh là tư nhân mình chăn. Dạ. Nó chạy dài xung quanh tới cái phía đằng sau luôn, chỗ cái bụi chuối đằng sau luôn quý anh chị. Ở đây thì có rào sẵn hết cho mình rồi, được xây hàng gạch và cắm trụ bê tông rất là rõ ràng. Giá 8 tỷ Việt Nam đồng quý anh chị nhé. Và ở đây có sẵn luôn một cái ao nuôi cá, thả sen, trồng sen, và căn nhà vườn phía đằng sau vẫn còn đất chú chủ làm chuồng nuôi gà, nuôi thỏ, nuôi vịt rất là nhìn rộng ở phía sau đó quý anh chị. Thuộc xã Tân Phú, Đức Hòa, Long An, đất rất là cao ráo. Quý anh chị nào đang xem được video này của Biển Xanh thì hãy nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình xem đất và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi. Đất rộng quá, đi mỏi chân mà vẫn chưa hết đất luôn đó quý anh chị, gần 1 hectare.
8.750 m², trong đó thì có 2.972 m² là đất thổ cư, còn lại là đất lúa. Quang dưới ao rất là nhiều cá quý anh chị. Cá bơi rất là nhiều. Kính chúc toàn thể quý anh chị, quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị, quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.